Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình giáo dục hướng nghiệp do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, IELTS là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị toàn cầu, rất được các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam quan tâm trong nhiều năm trở lại đây. Giá trị của IELTS không chỉ là về mặt kiến thức ngôn ngữ, mà đó còn là chiếc chìa khóa để giúp cho các bạn đến gần hơn với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong tương lai. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây cùng bàn luận với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề học và thi IELTS tại Philippines, xin được giới thiệu với quý vị sự hiện diện của các vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Cyrus North, là giám đốc điều hành của trường Anh ngữ CIA tại Philippines. Và xin được giới thiệu với quý vị về khách mời thứ hai là chị Lâm Thị Thùy, giám đốc marketing trường Anh ngữ CIA tại Philippines. Vâng, và xin được giới thiệu với quý vị vị khách mời cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta là bà Trương Thị Lan Anh, giám đốc công ty tư vấn du học Philippines, Phil English. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước hết, để mở đầu cho chương trình, xin được mời tất cả quý khán giả cũng như mời quý vị khách mời chúng ta cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn tìm hiểu vì sao học IELTS tại Philippines lại mang đến hiệu quả như vậy. Xin mời. Philippines là một trong những nơi thông thạo tiếng Anh nhất trên thế giới. Thời gian gần đây, Philippines đang nổi lên như một điểm đến học tiếng Anh của giới trẻ và người đi làm muốn cải thiện tiếng Anh. Từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, các nước Ả Rập, Nga và gần đây nhất là Việt Nam. Đến nỗi báo chí nước ngoài đang ví Philippines như là một trung tâm đào tạo tiếng Anh của châu Á. Nếu bạn muốn giao tiếp được tiếng Anh, học cách phản xạ và phát âm chuẩn như người bản xứ thì cứ qua Philippines học 2-3 tháng là có thể đạt được mục đích của mình. Thế nên, càng ngày càng có nhiều người đến với Philippines để theo đuổi ước mơ nói được tiếng Anh. Không chỉ thu hút được một số lượng lớn những người đến để học tiếng Anh giao tiếp, Philippines ngày nay còn thu hút được các bạn, học sinh, sinh viên đến để tìm kiếm cho mình tấm bằng IELTS điểm số cao với các khóa học và thi cấp tốc. Với môi trường tốt, tiếng Anh giao tiếp mọi lúc mọi nơi cùng mô hình đào tạo một kèm một độc đáo sẽ giúp cho học viên tương tác với giáo viên nhiều hơn. Giáo viên tại đây nói giọng Mỹ chuẩn, được đào tạo chuyên môn thường xuyên. Giáo viên còn nhiệt tình, có lối giảng bài hấp dẫn và lôi cuốn, giúp học viên không thấy nhàm chán dù có học nhiều tiếng học trong một ngày. Vậy nếu bạn đang cần tìm một trung tâm luyện thi IELTS tốt để vươn tới những giấc mơ du học tại những nước tiên tiến trên thế giới thì còn chần chờ gì nữa mà không tham gia khóa học và luyện thi IELTS cấp tốc nhưng hiệu quả dài hạn tại đất nước Philippines xinh đẹp. Vâng ạ, vừa rồi chúng ta theo dõi một đoạn video clip cũng đã thấy được là Philippines quả thật là một môi trường rất là hấp dẫn để cho những ai muốn đầu tư học tiếng Anh, đặc biệt là IELTS, có thể đến đây để tìm học. Và đặc biệt là Philippines cũng thu hút rất là nhiều các trung tâm ngoại ngữ. Điều quan trọng hơn nữa là phần lớn các chủ đầu tư ở đây là người Hàn Quốc. Thế thì câu hỏi đầu tiên tôi muốn được đặt cho ông Cyrus North. Ông có thể chia sẻ lý do tại vì sao các nhà đầu tư Hàn Quốc lại hứng thú khi mà đầu tư mở trung tâm ngoại ngữ tại Philippines? Và thêm nữa, theo cá nhân ông thì cái lý do gì khiến cho người học lại cảm thấy rất là hứng thú khi mà chọn Philippines làm quốc gia để họ học tiếng Anh ạ? The most of people thinking that để giải thích cho vấn đề này thì tôi xin quay về khoảng thời gian cách đây rất lâu, khi mà đa số du học sinh theo học tiếng Anh ở Philippines đều là người Hàn Quốc. Vì vậy, các doanh nghiệp người Hàn đã bắt đầu cho xây dựng, thành lập các trường Anh ngữ để phục vụ chính những du học sinh này. Về sau, khi hiệu quả học tập được chứng minh, thì du học sinh các quốc gia khác cũng bắt đầu đến với chúng tôi nhiều hơn và hình thành nên môi trường học tập quốc tế như chúng ta thấy hiện nay. Đối với vấn đề tại sao Philippines lại thu hút người học đến như vậy thì đầu tiên chính là yếu tố chi phí. Tại Philippines, bạn sẽ được học tập với những chương trình chất lượng cao, được chăm lo bữa ăn, đời sống, lưu trú tại khu ký túc xá trường một cách an toàn với mức học phí rất thấp so với những quốc gia khác. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng với học viên Việt Nam, Philippines cũng khá là gần gũi, xua tan đi cảm giác nhớ nhà. Hơn nữa, thủ tục du học Philippines cũng rất là dễ dàng, không yêu cầu phức tạp hoặc là quá tốn thời gian. Cuối cùng, các trường ở Philippines cung cấp mô hình học một kèm một giúp cho học viên tập trung cải thiện từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Từ đó thì không chỉ là kiến thức mà khả năng giao tiếp tiếng Anh của người học cũng tiến bộ hơn. Dạ vâng. Chị Thùy là người đã sinh sống và làm việc tại Philippines một khoảng thời gian cũng khá là dài và hiện nay đang quản lý cũng như là điều hành việc tuyển sinh sinh viên từ Việt Nam qua trung tâm CIA tại Cebu của Philippines, đúng không ạ? Vậy thì không biết là cái suy nghĩ cá nhân của chị khi mà làm cầu nối để đưa các bạn học sinh, sinh viên từ Việt Nam qua Philippines du học tiếng Anh, rồi cái số lượng tuyển sinh qua hàng năm đó, chị theo dõi thì chị thấy nó có những cái điều gì đáng chú ý ạ?
Cách đây vài năm trước, gần như không có người Việt Nam sang Philippines học tiếng Anh. Tại một vài trường Anh ngữ rất nổi tiếng thì có từ 1 đến 2 bạn mang quốc tịch Việt Nam trong trường thôi. Nhưng mà như hiện tại bây giờ thì mọi người đều thấy rằng tất cả các trường Anh ngữ tại Philippines đều đã có học sinh mang quốc tịch Việt Nam. Thậm chí có một vài trường chiếm đến 20% số lượng học sinh người Việt đang theo học tại trường. Theo báo cáo số liệu thống kê từ Cục Nhập cảnh của Philippines năm 2017 thì người mang quốc tịch Việt Nam nhập cảnh tại Philippines xếp hạng thứ 15, nhưng đến năm 2018 thì chúng ta đã xếp hạng thứ 8. Thì mọi người có thể nhận thấy rằng người Việt Nam nhu cầu sang Philippines học tiếng Anh tăng đột biến và nhiều như thế nào. Tại CA thì chúng tôi cố gắng duy trì cái mức độ học sinh Việt Nam đến với CA ổn định để các bạn có cơ hội giao lưu cũng như là tiếp cận với bạn bè học sinh quốc tế. Riêng trong cái thời điểm mùa hè, đó là mùa cao điểm, thì rất nhiều học sinh mang quốc tịch Việt Nam nhập cảnh tại Philippines, thậm chí có những ngày lên đến cả hàng trăm, hàng ngàn học viên học những cái khóa ngắn hạn dưới 3 tháng nhập cảnh tại Philippines. Xin được hỏi chị Lan Anh ạ, là đại diện của một công ty chuyên về tư vấn du học tại Philippines, thì chị có thể cho biết là theo quan sát của cá nhân chị thì những chương trình nào thường là sẽ được các bạn học sinh Việt Nam của chúng ta lựa chọn khi đến du học tại Philippines về tiếng Anh ạ? Rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay lựa chọn chương trình IELTS hay là cần cái chứng chỉ IELTS để phục vụ cho công việc. Hoặc là các bạn cần chứng chỉ IELTS để mà đi du học ở một quốc gia nói tiếng Anh như là Mỹ hay là Úc hay là Canada. Nói IELTS là nói chung thôi, nhưng mà thật ra ở bên trường thì họ còn phân ra là pre-IELTS, tức là dành cho các bạn học viên mà đang có trình độ căn bản, chưa có làm quen với IELTS bao giờ. Thì cái thời gian học khóa pre-IELTS này nó tầm khoảng 1 đến 2 tháng thôi. Và cái khóa học thứ hai đó là IELTS full time hay là IELTS Intensive, tức là mình sẽ học IELTS chuyên sâu toàn thời gian luôn. Thì cái khóa học này sẽ dành cho các bạn có đầu vào tối thiểu từ 3.5 đến 4.0 trở lên. Cái thời gian học thì cũng linh động từ 1 đến 6 tháng tùy theo cái mục tiêu đầu ra của mỗi người. Và cái chương trình IELTS thứ 3 mà rất là đặc biệt đó là IELTS Guarantee, thì là IELTS đảm bảo điểm đầu ra. Thì cái chương trình này yêu cầu bắt buộc học viên phải có đầu vào tối thiểu là 4.0. Và cái thời gian học á, nó phải là 12 tuần. Thì các bạn có xác định được cái mục tiêu đầu ra của mình là 5.5 hay là 6.0 hay là 6.5 thì các bạn nên tham gia vào cái khóa IELTS Guarantee này. Bên cạnh đó thì cái chương trình mà du học hè tiếng Anh tại Philippines thì cũng đang rất rất là được ưa chuộng hiện nay. Thì như năm 2019 vừa qua thì Philippines đã nhận được hàng trăm cái đơn đăng ký từ các bậc phụ huynh đăng ký cho các con từ khoảng độ tuổi từ 6 cho đến 15 tuổi để tham gia cái chương trình trại hè tiếng Anh tại Philippines. Thì các con sẽ được học tiếng Anh từ sáng đến tối luôn, học các ngày trong tuần, và cuối tuần thì các con sẽ được đi chơi, đi khám phá đất nước Philippines, trải nghiệm cái thế giới xung quanh mình. Và dĩ nhiên là mình cũng không thể không nhắc đến cái khóa tiếng Anh giao tiếp, thì bởi vì người Việt của mình á, tiếng Anh giao tiếp thì có thể là nói không có được tốt, nghe cũng chưa có tốt, nhưng mà kỹ năng như là ngữ pháp hay là đọc hay là từ vựng thì rất là tốt. Cho nên là các bạn luôn mà mong muốn tìm kiếm một cái môi trường quốc tế để các bạn học hỏi cái kỹ năng như là phản xạ hay là phát âm, thì giao tiếp cũng được rất là nhiều học viên đăng ký. Cuối năm nay thì trường của chúng ta sẽ hoàn thành một cái cơ sở mới và sẽ đưa vào vận hành vào sang năm. Chắc chắn là khi mà đưa một cơ sở mới đi vào vận hành thì sẽ mang lại rất là nhiều những giá trị gia tăng cũng như là tiện ích cho các bạn học sinh. Ông có thể nói gì về cơ sở mới của trường mình ạ? CSP meaning is... Nói về vấn đề này thì tôi muốn đề cập đến CSP, một dự án đặc biệt của CIA. Chúng tôi mong muốn tạo ra một cái gì đó khác biệt với những trường Anh ngữ khác và lấy đó làm động lực để phát triển. Phương châm của chúng tôi là phải tạo ra môi trường học có tính cân bằng, giúp cho học viên vừa tập trung rèn luyện, vừa có đầy đủ các tiện ích để thư giãn sau giờ học. Đó là lý do mà chúng tôi tiến hành xây dựng campus mới như một khu nghỉ mát, giúp cho học viên luôn thoải mái trong suốt thời gian học tập tại trường. Ở campus mới này, học viên có rất nhiều phương tiện giải trí như là bơi lội, chơi thể thao, tham gia các hoạt động trong khuôn viên trường mà không cần đi đến bất kỳ đâu. Đặc biệt, campus mới của chúng tôi cũng là điểm tổ chức thi IELTS chính thức của IDP. Ngoài ra, đây còn là nơi tổ chức đào tạo các chương trình ESL của Cambridge, OET và các kỳ thi tiếng Anh chuyên ngành dành cho bác sĩ, nha sĩ, y tá, v.v. Dù vận hành theo mô hình semi-Sparta, nhưng chúng tôi cũng có nội quy học tập nghiêm túc, đảm bảo học viên tập trung, chăm chỉ học hành để đạt được kết quả tốt nhất.
So that's how we build this project. Yeah. Vâng ạ, và câu hỏi tiếp theo xin được hỏi về chương trình IELTS. Đây là một trong những chương trình mà sinh viên, học sinh Việt Nam rất là quan tâm khi đến học tại Philippines. Và đối với việc luyện thi IELTS thì chất lượng giáo viên, đội ngũ giảng dạy được mọi người rất là quan tâm. Vậy thì trung tâm CIA đã tạo ra một cái môi trường học tập như thế nào để có thể đảm bảo được chất lượng giảng dạy và chất lượng của đội ngũ giáo viên ạ? Cebu International Academy not only provide aim for student. Trường Anh ngữ quốc tế CIA của chúng tôi chắc chắn luôn hướng đến mục tiêu hoàn thiện chất lượng giảng dạy thông qua việc hoàn thiện chất lượng của đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thiết lập một hệ thống hỗ trợ học thuật Academic Advisor, hay còn gọi là AA. Các giáo viên trong hệ thống sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn học viên của mình để họ có thể đạt được bang điểm mong muốn. Tất cả các giáo viên giảng dạy IELTS đều phải thực hiện bài kiểm tra IELTS chính thức và đạt tối thiểu 7 chấm trở lên nếu muốn đứng lớp. Hơn thế nữa, chúng tôi hiện sở hữu cơ sở vật chất tốt, hoạt động theo mô hình semi-Sparta tương đối thoải mái. Học viên có thể dành thời gian để tham gia các lớp nhóm phụ trợ và giáo viên cũng được huấn luyện chuyên môn, thảo luận, trò chuyện với học viên để tìm ra những phương án đào tạo tốt nhất cho từng cá nhân. Thông thường khi đi du học thì các bạn đã gọi như là đã giỏi rồi, đã có cái trình độ đầu vào vừa đủ rồi thì các bạn có thể học trong một khoảng thời gian ngắn để các bạn có thể đạt được cái mức điểm mình mong muốn. Nhưng cũng có rất nhiều bạn muốn đi du học, muốn lấy được bằng điểm IELTS cao nhưng mà lại cái điểm xuất phát của các bạn lại chưa có. Thì như vậy đối với nhiều cái trình độ đa dạng khác nhau thì mình có thể bắt đầu học IELTS tại Philippines như thế nào hoặc là tại trung tâm CIA như thế nào ạ? Ở CIA thì các bạn có thể nhập học bất kỳ cái trình độ nào, bởi vì cái mô hình mà như chúng ta biết, cái mô hình đặc biệt ở Philippines là mô hình 1:1, cho nên là cái việc mà yêu cầu nội dung giảng dạy hay là cái nguyện vọng của mình như thế nào thì đều được đáp ứng hết. Giáo viên có thể tăng hoặc là giảm cái tốc độ dạy, hoặc là đưa cho bạn những cái lời khuyên rất là chi tiết, hoặc là đổi giáo trình nếu mà bạn cảm thấy không phù hợp. Dạ. Qua chia sẻ của chị Lan Anh thì làm cho Bích Nga rất là tò mò về cách thiết kế chương trình, môi trường học tập và giảng dạy tại CIA như thế nào. Và một sở thị, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip. CIA là trường Anh ngữ lâu đời nhất tại thành phố Cebu, thành lập vào năm 2003. Tính đến nay, trường đã trải qua 16 năm hoạt động với hàng chục nghìn học viên tốt nghiệp đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, Ả Rập, Trung Quốc. Thế mạnh của trường nằm ở chất lượng giáo viên và kỷ luật học tập tốt, giúp học viên dễ dàng tập trung học hành và đạt kết quả cao trong thời gian ngắn. Cũng như những trường khác ở Philippines, CIA cung cấp nhiều tiết 1:1 mỗi ngày kết hợp với các lớp học nhóm nhỏ và những hoạt động ngoại khóa khác mang lại sự cân bằng trên từng kỹ năng. Hiện tại, các khóa học được lựa chọn nhiều nhất tại trường bao gồm các khóa IELTS, IELTS đảm bảo điểm và trại hè tiếng Anh thường niên dành cho trẻ em. Mỗi một chương trình đều có hệ thống đánh giá và đào tạo chuyên biệt. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên IELTS được xem là những người có kiến thức chuyên môn cao, khả năng sư phạm tốt, luôn theo sát và kịp thời điều chỉnh chương trình học sao cho phù hợp nhất. Với các chương trình trại hè tiếng Anh cũng vậy, nhà trường cung cấp chế độ bảo mẫu chăm sóc, bữa ăn hết sức chu đáo, mang lại sự tin cậy cho đông đảo các bậc phụ huynh Việt Nam. Vâng ạ, vừa rồi chúng ta đã được tham quan qua màn hình về trường CIA tại Philippines. Như vậy thì các bạn khi mà đã quyết tâm học IELTS thì các bạn đều mong muốn là mình sẽ học và có được một cái mức điểm phù hợp. Nhưng mà liệu có những bạn mặc dù đã hết sức nỗ lực cố gắng rồi nhưng mà mình vẫn không thể thích nghi được và thi đạt đủ cái điểm đầu ra như mình mong muốn, thì không biết là trong suốt quá trình làm việc thì chị Thùy đã gặp những cái trường hợp như thế này chưa, và cách thức chúng ta sẽ đồng hành và hỗ trợ với người học như thế nào ở môi trường nước ngoài để họ có thể đạt được cái mong muốn của mình ạ? Có rất nhiều lý do để giải thích cho cái nguyên nhân tại sao mà các bạn ấy không đạt được. Nhưng nếu trong trường hợp mà bạn ấy đã không đạt được cái điểm mục tiêu ban đầu của bạn ấy đưa ra như vậy, thì CIA có những cái phương án hỗ trợ các bạn học sinh như sau. Ví dụ phương án thứ nhất đó là các CIA sẽ trả toàn bộ cái chi phí mà bạn đã đăng ký tham gia khóa IELTS. Phương án thứ hai là CIA sẽ mời bạn tiếp tục ở lại trường, đăng ký học và không cần phải thanh toán tiền học phí nữa. Phương án thứ ba đó là CIA cùng giáo viên và học sinh sẽ ngồi lắng nghe những cái phản hồi, những cái nhận xét của bạn học sinh sau khi đi thi về, và sẽ tìm ra phương án, ví dụ tìm ra giáo viên tốt nhất cho cái kỹ năng mà bạn đang gặp sự cố, và sẽ thay đổi giáo viên hoặc bổ sung thêm giáo viên cho bạn, tăng cường các cái lớp buổi tối hoặc là những cái lớp 1:1 cho bạn.
hạn, đều cố gắng làm sao trong thời gian ngắn nhất mà bạn sẽ tiếp tục ở lại CIA thì bạn sẽ đạt được cái kết quả mà bạn mong muốn. Thì thường theo như khảo sát của chúng tôi thì 99% tất cả các bạn học sinh đều đạt được cái kết quả mình mong muốn trong cái kỳ thi lần thứ hai. Trong suốt thời gian vừa qua, Bích Nga biết là chị đã tiếp xúc với rất là nhiều các bạn học sinh từ Việt Nam sang. Vậy thì cá nhân của chị có những lời khuyên nào để chia sẻ, thứ nhất là cho quý vị phụ huynh trong việc chọn cái trung tâm nào, cái trường nào cho nó xứng đáng, cho phù hợp ở Philippines, và thứ hai là những lời khuyên dành cho các bạn học sinh, sinh viên để các bạn thực sự là dành full time cho cái việc học của mình và đạt được kết quả? Thứ nhất đó là bạn phải hiểu rõ lý do tại sao mình cần tiếng Anh. Thứ hai là tại sao bạn đến với Philippines. Bởi vì có những bạn khi mà đến với Philippines không hề mường tượng được đất nước ấy như thế nào cả. Và thứ ba đó là gì? Ví dụ như là khi mình đã có mục tiêu mình phải học tiếng Anh, mình đã hiểu về Philippines rồi, thì mình hãy tham khảo sơ qua về văn hóa, đất nước, con người bên đấy, nó có những cái gì tương đồng và có những cái gì mình nên và mình không nên khi mình đã đến với Philippines. Một cái tiếp theo đó là bạn cần phải có cái kế hoạch chi tiêu. Thì bạn sẽ có những cái mục tiêu bạn đề ra và bạn sẽ phải cố gắng bạn đạt được cái mục tiêu đấy. Ngày hôm nay chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất thú vị về việc du học tiếng Anh tại Philippines. Hy vọng rằng là những thông tin này sẽ thực sự có giá trị đối với tất cả quý khán giả theo dõi chương trình. Xin được chân thành cảm ơn ông Cyrus, xin được cảm ơn chị Lan Anh, xin được cảm ơn chị Thùy rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng có thể nói là học IELTS tại Philippines giúp rất nhiều du học sinh tiết kiệm được chi phí và cả thời gian chuẩn bị cho hành trang du học của mình. Bên cạnh môi trường học tập nghiêm túc, khi bạn tham gia khóa học IELTS tại các trường ở Philippines, thì nhà trường sẽ giúp cho các bạn đề ra một lịch trình học tập cũng như là việc nghỉ ngơi sao cho phù hợp để kết hợp đầu ra thật là hiệu quả. Ngoài những giờ học căng thẳng, bạn cũng sẽ có cơ hội được đi du lịch nè, được đi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để có thể tăng cường thêm khả năng giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống. Đây cũng chính là bước đệm cho thành công của nhiều bạn du học sinh trong tương lai. Hy vọng rằng là những thông tin trong chương trình ngày hôm nay đã giúp mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên nhiều thông tin hữu ích về loại hình du học luyện thi IELTS tại Philippines. Và thưa quý vị, chương trình giáo dục hướng nghiệp kỳ này xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.